Sáng nay ngày 8 tháng 10 có hiện tượng người dân đổ xô đi rút tiền tại ngân hàng SCB. Phó thống đốc ngân hàng nhà nước Đào Minh Tú đã có ý kiến chia sẻ xung quanh sự việc này phó thống đốc ngân hàng nhà nước đào minh tú cho biết trong mấy ngày qua có những thông tin không tích cực về ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb trên mạng xã hội ngân hàng nhà nước cũng đã có thông tin kịp thời trên website ngân hàng nhà nước để khẳng định sẽ có những biện pháp nhằm tiếp tục đảm bảo hoạt động liên tục và ổn định cho scb đồng thời ngân hàng sẽ có những giải pháp chính sách theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền tại scb chúng tôi khuyến cáo người dân có tiền gửi tại scb cần thận trọng trước quyết định rút tiền gửi nhất là những khoản tiền gửi rút trước hạn vì khi đó sẽ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của mình đáng ra được hưởng về lãi suất có thời hạn của scb được biết, đang có hiện tượng nhân viên ngân hàng khác chào mời các khách hàng rút tiền tại SCB để gửi vào ngân hàng của mình. Để chứng chỉnh ổn định tình hình, tránh cạnh tranh không lành mạnh, ông Tú cho biết, ngân hàng nhà nước có công điện yêu cầu tất cả chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc các ngân hàng thương mại, giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát để xử lý các trường hợp vi phạm việc cán bộ ngân hàng thương mại vận động lôi kéo khách hàng của scb rút tiền gửi để gửi sang ngân hàng mình là cạnh tranh không lành mạnh có thể tạo ra sự bất ổn cho scb lúc này và mất an toàn chung cho hệ thống ngân hàng thương mại trao đổi về vấn đề đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, đặc biệt là an toàn của hệ thống ngân hàng sẽ được đảm bảo như thế nào trong mọi tình huống. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú khẳng định, an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng là một trong những vấn đề rất quan trọng trong nhiều năm qua. Ngân hàng Nhà nước và các bộ ngành chức năng đã có nhiều biện pháp chính sách để đảm bảo an toàn cho cả hệ thống tổ chức tín dụng. Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục có những biện pháp cụ thể, quyết liệt để đảm bảo an toàn hoạt động chung cũng như của Ngân hàng SCB, đồng thời có những biện pháp theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền tại ngân hàng. Chúng tôi mong rằng những người gửi tiền, khách hàng vay vốn tại SCB sẽ tiếp tục hợp tác trên tinh thần tích cực để tạo điều kiện cho sự hoạt động ổn định liên tục của ngân hàng trong thời gian tới, ông Tú nói.